Tôi đã sẵn sàng lựa chọn. Chào mừng đến với quả cầu pha lê 20 câu hỏi dự đoán chung kết thế giới đã ra mắt, đưa dự đoán trước khi chung kết thế giới diễn ra vào ngày 25 tháng 9. Còn một tuần nữa, hãy nhớ ứng định lựa chọn trước khi thời gian kết thúc. Ok bạn luôn. Chốt. Trận đấu đơn dài nhất tại chung kết thế giới sẽ kéo dài bao lâu? 45 phút hoặc ít hơn à. Trận đấu đơn dài nhất chung kết thế giới sẽ kéo dài bao lâu? Tôi nghĩ là sẽ là tầm 44 đi. Có bao nhiêu beta kill sẽ diễn ra trong chung kết thế giới? 3 cộng. Hơn 3. Loại rồng nào sẽ bị hạ gục nhiều nhất tại chung kết thế giới? Thường là sẽ là, tôi nghĩ là sẽ là rồng. Giờ này thời tiết là mưa bão này nọ nhiều, chắc là tôi sẽ là gồng nước. Chốt gồng nước. Có bao nhiêu pha cướp Baron sẽ diễn ra tại chung kết thế giới? Có bao nhiêu pha cướp Baron? Hơn 9 à, chắc không tới nổi hơn 9 đâu. Tại vì dạo này bây giờ cái việc những đội tuyển chuyên nghiệp mà nó kiểm soát con Baron nó rất là gọi là khéo luôn. Kiểu chắc ăn thì nó mới ăn, rồi khi mà con Baron nó sẽ dùng ra nó câu, chứ nó không còn ăn liều như hồi xưa nữa. Hồi xưa nó hay kiểu là ăn 50-50. Tôi nghĩ là từ 3 đến 5 là cùng. Sẽ là từ 3 đến 5 pha cướp Baron thôi. Xác nhận. Còn nếu mà tầm vài năm về trước thì tôi nghĩ sẽ là trên 9 pha đó. Hồi xưa nó ăn liều 3 đến 5 là đẹp nhất rồi. Có bao nhiêu pha loại ngược dòng sẽ diễn ra tại Evenem trong số tổng 7 trận BO5 hả? Loại ngược dòng à. Loại ngược dòng. Một thì nó ít quá. Chắc là 3 cộng là dễ nhất rồi. Rồi tướng nào sẽ được sử dụng cho tướng nào sẽ sử dụng cho nhiều vị trí nhất tại chung kết thế giới? Tôi nghĩ là chắc là ở đây có bao nhiêu con? Là đủ tướng luôn hả? Tôi nghĩ là chắc là Cocky, Chitina quá. Hay là Smolder, tôi nghĩ là Smolder anh em. Những gì tướng nào đi được nhiều lên ta? Smolder nè. Maokai nè, có thể sập rừng. Anh em nghĩ con nào? Nếu mà theo cá nhân tôi vẫn nghĩ là Smolder là nhiều nhất. Smolder đi được 3 lane. Bubby hả? Bubby hoặc Rumble. Con Zone là cũng là một nha, cũng là một trong những con tướng sẽ được lựa chọn nhiều. Gagat đi được 4 lane. Rồng nó bị nét à, rồng bị nét thì chỉ còn là Zone, Bubby, Gagat hả? Yasuo đi được 5 lane. Đâu, từ, mình ngồi đọc cái bản cập nhật mới nhất đã. Aurora, Azir, Corki, Yven, Leona, Lilia, Lissandra, Maokai, Midfortune, Nasus. Nasus cũng bị nét luôn cả anh em ơi. Vậy là Nasus tôi nghĩ là có xuất hiện. Rail, Rumble cũng bị nét luôn nè. Không thể nào Rumble 2 lane được rồi. Có nhịp độ thì Yone sẽ trở lại hả? Rumble, Smolder, Varus bị nét, Vi bị nét, Jerry bị nét, Zed bị nét. Những con tướng buff sức mạnh là Ahri. Tướng của anh cơ luôn, Huawei, Ahri. Còn nào nữa không? Nhưng mà chúng là hai con của anh cơ nè. Gnai, Zaman, Jack, Jayce của bé sắm luôn, Jinx của Guma luôn. Búp cho gọi là Guma, Ahri của anh cơ, rồi Jayce của em rút đồ. Zaman của Honor luôn nè. Guma cũng đánh được Samira luôn nha. Viego của Honor luôn nè. Xin giao toàn tính ra mấy con tướng mà thuận tay nó đánh nhiều nhất ha. Wow. Dít không có dít bị nét rồi là coi như là Jerry dít là hai con tướng rồi. Guma tôi đánh giá là không chơi tốt nè. MF và Varus là Guma chơi tốt nhưng bị nét thì lựa chọn Zenith Samira sẽ là lựa chọn ưu tiên của Guma giải đấu lần này. Wow. Búp thêm con gọi là Afe nữa là tính tiền cho Guma luôn. Hệ thống là huyết kiếm, bức chân, nọ tư thủ, súng lục, lưu đình. Mấy cái này là chỉnh sửa lại. Nếu vậy thì tôi nghĩ là con Yone nó sẽ trở lại anh em. Yone sẽ trở lại. Ừ, tôi nghĩ là Yone sẽ được bích nhiều quá. Chốt Yone đi. Đâu rồi? Yone. Xác nhận lựa chọn. Yone đi được mid up. Tướng nào sẽ được lựa chọn nhiều nhất trong phần chọn tướng tại chung kết thế giới? Tướng nào sẽ được lựa chọn hả? Má lựa chọn mà không phải là cấm hả? Nếu mà tôi nghe đâu là thằng Gia Gao có thể sẽ đi chung cái thế giới thay cho thằng Skull. Nếu mà có thằng Gia Gao thì con Ahri này sẽ là được bích nhiều. Ahri bây giờ giữa Ahri Zenith thôi. Ahri Zenith. Nhưng mà Ahri tôi vẫn nghĩ là Ahri á. Ahri nó melee tốt hơn. Vẫn nghĩ là lựa chọn là Ahri. Tướng nào sẽ bị cấm nhiều nhất tại phần chọn tướng chung cái thế giới? Tướng nào sẽ bị cấm là con nào nó khó chịu ta? Nếu mà cấm thì tôi nghĩ là sẽ thường là nhắm vô rừng. Ahri Zaban không? Anh em nghĩ là Zaban không? Maokai với Vi hả? Maokai với Vi sẽ là bị cấm nhiều nhất à.
Genie là không, Genie tôi không nghĩ là nó sẽ cấm nhiều đâu. AD nói chung là AD là thường nó sẽ ít cấp, tại vì có thể là AD con này mạnh đi, nhưng mà thường là boss lại tính một cặp AD mạnh nhưng mà bích sụp lỗ cũng vậy. Đó, nên là thường nó sẽ không cấm vô vị trí AD nhiều đâu, sẽ cấm vô mid rừng. Cấm IG của anh kẻ hả? Anh cơ hả? Nghĩ là Vi cũng có sinh dao nha, tại vì sinh dao vừa mới được buff nè. Quyền con lợp lăng à. Lấy con Sương Tùng nha. Là bên Ly Hép đúng vấn đề gì? Nghĩ là sinh dao hoặc là mấy con rừng thôi. Vi không được buff nè, nhưng mà sinh dao khả năng cao nha, sinh dao Vigo, nhưng mà sinh dao đi. Sinh dao sẽ là bị ban nhiều. Sinh dao. Tướng nào sẽ có tổng số hy sinh nhiều nhất tại chung kết thế giới? Cái này là rơi giống mình sập quá. Sập sập là thường là tụi nó hay bích sập kiểu Nauti, Nauti reo. Nauti đi, tôi nghĩ là Nauti sẽ là con tướng là tụi nó sẽ bích nhiều, và con tướng này cũng sẽ dễ cúc. Nauti với reo thôi. Nauti. Tướng nào sẽ có tỷ lệ thắng cao nhất tại chung kết thế giới tối thiểu 5 trận? Tối thiểu 5 trận là chắc là Ari rồi, chốt Ari. Khỏi suy nghĩ nhiều. Thường là sập mở là nó dễ cúc lắm. Ai sẽ chơi nhiều tướng nhất tại chung kết thế giới? Ai sẽ là người chơi nhiều tướng nhất tại chung kết thế giới? Tôi nghĩ là Chovy. Nếu mà chơi nhiều hiện tại thời điểm này chắc là chỉ có con Chovy. Còn không là thằng Kuimo của Việt Nam mình. Anh em nghĩ hợp lý không? Cáp hả? Faker không nhiều đâu, Faker không nhiều đâu anh em. Kera không, Liên không nghĩ là Kera nó chơi nhiều đâu. Trung Quốc nó mới chơi nhiều con hả? Nếu mà có con Yarao nha, là chọn Yarao liền á. Yarao là nó đa dạng tướng lắm. Yarao có không? Không có Yarao, sờ câu. Rồi, vậy là vẫn chốt là sờ câu đi rồi, Yarao không thay thế. Lehen là Lehen cũng từng là một thằng đánh sập đánh dị nha. Nó bích cả Elite đi sập nữa. Đáp hở kinh sát xem, nếu mà là anh em sẽ lựa chọn thằng nào gọi là đa dạng tướng nhất ở giải đấu lần này. Yarao đi anh ơi, lỡ có thông báo rồi. Nhưng mà trong đây không có tên Yarao em ơi. Má anh Mai fan Yarao hay sao mà Yarao nhiều vậy? Tại vì thằng giá gạo là anh ấy đánh đa dạng tướng lắm em. Có thể là nó không hay bằng mấy thằng Kadai này nọ mấy anh kia đi, nhưng mà nó được cái là nó đa dạng tướng. Milky, Sobat 2, Grab, Grab hoặc là Chovy. Mấy thằng châu Âu hay chọn dị lắm. Nếu mà châu Âu ha, nếu mà lựa chọn này tôi sẽ chiều anh em đi. Nếu mà anh em nói châu Âu thì chỉ có con Grab thôi. Yagao đánh đến khi cao xuất ngoại DC. Cũng có thể là Hashama nha. Ồ, cũng có thể là Hashama. Bây giờ có 3 thằng đi. Lehen, Grab, Hashama. 3 thằng đó. Anh em nghĩ tôi sẽ lựa chọn nào? Ơi, có con Delay nha. Ồ, thằng Delay này nó cũng sẽ đánh đa dạng lắm. Thôi, đi chốt thằng Delay. Thằng Delay này, thằng này nó đa dạng tướng lắm. Delay. Ai sẽ đạt được nhiều mạng hạ gục trong một trận đấu tại chung kết thế giới à? Mà em bay ông ta. Bây giờ lựa chọn thì chú có em bay. Em bay là hút mạng nhiều, nhưng mà Lý nghĩ là với cái phong độ này, không, với cái meta này chắc là Guma. Giờ chỉ có Guma với bay thôi. Anh em nghĩ bay à? Ali sẽ nghĩ là Guma. Chốt. Ai sẽ có Kada cao nhất tại chung kết thế giới này? Kada cao nhất tại chung kết thế giới hả? Guma. Khỏi suy nghĩ đi. Ai sẽ đạt nhiều chiến công đầu nhất tại chung kết thế giới? Nếu mà chiến công đầu chắc là gần, mà gần thì có hai danh cốt không? Danh cốt có đánh danh cốt cúp rồi, ông vô chiến công đầu không có. Có anti cầm thì cũng nếu mà vậy thì chắc là liên nghĩ là owner can dông à? Không, thằng owner nó cũng đột biến lắm anh em. Ai sẽ có ít nhất một meta kill tại chung kết thế giới? Một meta kill thì chắc là bay. Quá, cái độ meta của nó dễ lắm. Đội nào từ khu vực có hai hạt giống trở xuống sẽ tiến xa nhất tại chung kết thế giới? Đội nào hả? Tụi này là chắc chỉ có bên châu BCS hả? Việt Nam mình ổn không ta? Anh em nghĩ Gam được không? Hay là Bit? Thì nếu mà lựa chọn thì tụi Paris, tụi Talon này vẫn là cái cơ hội cao thôi. Anh em mình vẫn là người Việt ủng hộ người Việt đi ha. Người Việt ủng hộ người Việt không? Mà BCS, giải này là giải nào đó? Tụi Hường Hải hả? BCS là tụi chung với lại Đài Loan luôn đúng không? Mày mà lựa chọn khác không phải người Việt à? Trời ơi anh em ơi, đừng có thể hiện yêu nước ở trong bộ môn, mấy bộ môn thể thao được không vậy? Làm ơn. Thì tôi cũng thích hai đội tuyển Việt Nam mình thì lựa chọn, nhưng mà nếu chọn nếu mà đúng luôn nha thì tôi vẫn nghĩ là tụi Talon. Nghe thấy ghét quá, chọn đội Talon luôn. Đội nào sẽ kết thúc trận đấu thời lượng trận đấu ngắn nhất tại chung kết thế giới? Nhớ cái phong độ đánh hủy diệt hả? Phong độ đánh hủy diệt chắc chỉ có Mang Chung thôi. BLG Mang Chung đánh hủy diệt lắm.
đội nào sẽ cướp Baron nhiều nhất tại chung kết thế giới. À, không có cái đội cũng bao xích đúng không ta? Nhưng mà Smite top thì có Canh dông Smite top nè. Canh dông sẽ là Smite top. Minus cũng là một cái tên. Gamma Levi hả? Linh nghĩ là chắc là lựa chọn tin tưởng Canh dông đi. Canh dông. Dông cũng an toàn lắm. Binút. Binút nó không sợ 6 cây đe. Đội nào sẽ giành chiến thắng tại chung kết thế giới? Đội nào sẽ giành chiến thắng tại chung kết thế giới à? Chắc chắn là T1 rồi. Đội nào sẽ chơi đa dạng tướng nhất tại chung kết thế giới? Đa dạng tướng à? Đa dạng tướng chắc là cũng chơi T1. Để xem mùa này bé kẻ có thể hiện được không? Jichu hả? Sao tôi lại quên thằng Jichu ta? Jichu đúng rồi. Nếu mà đa dạng tướng thì chắc là tụi châu Âu và đặc biệt là tụi Jichu hợp lý luôn người anh em ơi. Hay. Lựa chọn vòng khởi động. Tụi Viking mình sẽ đánh với Mad Lion nè. Chắc chắn chọn Viking rồi. Brazil đối đầu với lại Talon hả? Lý nghĩ là Mapple và những người anh em sẽ làm được. Bên này Gam sẽ gặp SHG, không biết là tụi nào. Kasa hả ta? Tụi SHG, tụi của Kasa rồi Sword đúng không? Quật ạc đúng không? Tụi Nhật à? Tụi Nhật, Nhật thì chắc lo được, Nhật yếu. Rainbow Seven đánh với lại 100 thì 100 đi, 100 nghe đâu có thằng xã thủ. Mà chỉ tụi nhất ở giải đấu lần này. 4 đội lọt vào vòng thể thức thụy sĩ. Viking. DC chọn 4 ông mà có phải theo bảng đâu. V. Thể thức thụy sĩ. Cái này chưa được chọn, cái này là chỉ đánh xong thì anh em mình mới chọn tiếp được. Xong rồi.